Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ thiết kế cái trang web tương tự mẫu của trang web này. Đây, mẫu của trang web được các bạn. Như vậy thì nó có đầy đủ cái phần header, phần menu ở đây, phần sản phẩm, cũng như là cái phần footer ở phía dưới. Các bạn có thể là thay đổi cái footer này theo cái cấu trúc footer mà các bạn thấy yêu thích. Bây giờ làm sao để chúng ta chuẩn hóa cái trang web mà chúng ta thiết kế? Thì thầy đã có lưu cái trang này lại thành một cái dạng hình ảnh, thì thầy sẽ gửi cho các bạn để mà các bạn thiết kế được chưa nào. Và bây giờ chúng ta sẽ mở Figma ra. Mở Figma thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái trang ha, một cái trang web nó có một cái kích thước mà chúng ta đang sử dụng là desktop nha. Trang web này là trang desktop. Như vậy thì thầy đang thiết kế ở đây là trên một cái page 1. Giả sử thầy sẽ thêm một cái page 2. Đó, page 2 này là chưa có gì hết đúng không nào? Chưa có gì hết, chúng ta sẽ chèn một cái frame vào. Và thầy chọn cái frame này của mình là desktop. Desktop kích thước nó đang ở đây. Rồi, mình kéo nó qua. Các bạn nhấn Ctrl, các bạn rom chuột thì nó sẽ nhỏ lớn. Các bạn nhấn cái phím dài á, phím space thì nó sẽ chuyển sang cái bàn tay, mình sẽ kéo cái đối tượng này đi. Bây giờ chúng ta sẽ chèn vào một cái hình ảnh, chèn vào một cái hình ảnh. Hình ảnh là thầy đã tải cái trang web xuống đây rồi các bạn. Thầy đã tải cái trang web xuống đây rồi. Đây, các bạn sẽ chèn cái hình ảnh này vào. Rồi, mình kéo cái hình ảnh này xuống dưới tí xíu. Đó, nó cần. Và bây giờ mình coi kích thước của cái trang của mình nè. Nó có cái độ rộng là 1440. Copy. Mình đi qua cái kích thước của cái hình mà mình mới chèn. Đó, mình cho nó lớn lên 1440. Ok, như vậy thì nó cùng kích thước với lại cái trang web màn hình của mình. Và bắt đầu mình sẽ thiết kế dần dần từ ở trên đi xuống nha các bạn. Từ ở trên đi xuống. Như vậy thì các bạn sẽ xem thử là đối với cái trang web này mình sẽ thiết kế như thế nào. Làm sao mình biết là kích thước của nó nằm ở đâu và mình thiết kế cho nó hợp lý. Được chưa nào? Thì các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp chia cột các bạn nhé. Sử dụng cái phương pháp chia cột của chúng ta ở đây. Đây là một bức ảnh thôi, cho nên chúng ta di chuyển vào cái desktop và chúng ta sẽ chia cột trên cái desktop này để chúng ta nhận diện nó. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển vào trong một cái desktop. Rồi, như vậy trên cái desktop này, các bạn sẽ chọn desktop 1 ha. Ở phía dưới, các bạn kéo xuống dưới giúp thầy. Các bạn thấy có layout grid, hồi nãy mình có nói với lại cái bài trước đúng không nào? Thì trong cái layout này, khi các bạn chọn vô layout grid thì nó nói rằng đối với lưới của chúng ta, nó chia nhỏ là 10 pixel khoảng cách giữa các lưới. Bạn cũng có thể là sử dụng lưới các bạn nhé. Khoảng cách 10 pixel nó khá là nhỏ. Bây giờ chúng ta thử tăng lên coi được không? Đây, tăng lên 50 pixel. Đây, chúng ta thấy là khoảng cách của chúng ta 50 pixel, nhưng nó cũng chưa có trùng lắm đối với lại cái nội dung thiết kế của mình. Chưa có trùng lắm đúng không? Ví dụ như cái đường biên ở đây và đường biên ở đây cũng có thể là do trang web, cái người thiết kế trang web á, người ta cũng chưa có quan tâm lắm đến cái chỗ này, thì chúng ta sẽ có thể là thay đổi theo để làm sao mà nó phù hợp, mình thiết kế tương đương thôi, nó giống giống cái trang này là ok rồi, chứ không nhất thiết là các bạn phải theo đúng bon cái kích thước này. Được chưa nào? Đó là kích thước lưới, mình có thể thay đổi. Ví dụ chỗ này 55, mình thêm thử là nó có phù hợp với chưa, hay là mình chọn 60. Đó, ví dụ như 60 là bắt đầu nó sát sát vô cái biên trắng rồi đó, thì mình có thể dùng cái lưới này, hoặc là bạn có thể dùng cái kích thước mà mình sẽ giống theo theo cột. Nếu mà lưới thì nó vừa cột vừa dòng, mình sẽ giống được cho cả hai. Còn nếu mà các bạn theo cột thôi thì web thường á, người ta sẽ chia 4, 5 hoặc 12. Được chưa nào? Thử chia 12 nhé. Bạn chia 12. 12 cột.
đây, từ đây qua đây là 12 cột nè, và nó có chiều biên, cho nên các bạn chọn cái bracket này để cho nó đẩy vào. Ví dụ như là mình chọn 200, enter, nó vào sâu quá đúng không nào? Nhưng mà mình đang muốn canh cái gì? Mình đang muốn canh cái biên trắng này thôi, tạm bỏ qua nhé. Mình để cái hình sản phẩm thôi, sản phẩm. Và ở trên này nó có cái logo. Vậy thôi mình vô một tí nữa đi. 215. Đó là nó vừa sát vừa đều với lại cái đối tượng của chúng ta. Đây, sản phẩm bên trái và sản phẩm bên phải, mình thấy nó phù hợp rồi đó. Mình thấy nó phù hợp rồi. Đó, được chưa? Như vậy thì mình đã có thể là sử dụng cái chuẩn của chúng ta là 12. Nhưng các bạn thấy rằng 12 nhưng mà ở chỗ này nè, ở chỗ này nó không có cái biên thì mình bắt biên nó rất là khó. Cho nên thôi, mình chuẩn là của người ta có 12 thôi các bạn. Nhưng mà mình có thể là thử thay đổi một con số khác để cho nó phù hợp với cái trang web của mình. Ví dụ như là 14. À, cũng không có đúng lắm. À, 16. Ok, như vậy là mình đã thấy được khoảng cách từ đây đến đây. À, là nó là 1, 2, 3, 4, 5. Từ đây đến đây cũng 5. Vậy thì tí nữa mình có hai cái đối tượng ở hai bên thì mình copy ra thành một cái đối tượng giữa và mình canh cho nó đều nhau, thế là ổn ha các bạn ha. Đó, và ở phía trên này các bạn thấy là cái logo nó cũng sát cái biên này, cái chữ là N là English hoặc là Việt Nam, nó cũng là sát cái biên này đối với lá cờ. Như vậy là chúng ta có cơ sở để chúng ta thiết kế được chưa nào. Như vậy mình đã có chuẩn nè, 16 cột, margin là 215 và cái gutter là cái khoảng cách giữa các ô đó. Khoảng cách giữa các ô. Còn không thì mình thay đổi chỗ này. Ví dụ như là các bạn chọn 12. À, chỗ này bạn sẽ thay đổi, bạn tăng cái khoảng cách này lên thành 30. Đó. Rồi mình có thể tăng cái khoảng cách này lên tí nữa. 40. Mình thấy nó có phù hợp không? Đó. Mình tăng lên 45. Đó. Hoặc là 50. Được chưa? Ok, 50 là đẹp. Được chưa? Rồi, mình chọn kích thước là 12 cột. Margin là 215 và gutter là 50 để cho chúng ta bắt được cái biên của cả ba đối tượng luôn. Ok, như vậy là tốt. Mình sẽ sử dụng như vậy. Được chưa nào? Rồi, tương tự như vậy thì để thiết kế một cái trang web chuẩn thì các bạn cứ để vậy đi, cứ để vậy ha. Mình lấy làm chuẩn và mình tạo ra một cái desktop mới ở trong cái B2. Tí nữa mình không sử dụng thì mình xóa cái desktop này đi không sao cả. Các bạn sẽ tạo ra một cái frame mới và mình cũng chọn desktop, mình đặt bên cạnh đi. Rồi, ok, mình có thể đặt sát vô cũng được. Bây giờ cái đầu tiên mình sẽ thiết kế cái vùng ở phía trên này. Và mình cũng sẽ sử dụng là git của mình cột ha, bấm vô đây. Mình chọn là 12 cột. Đúng chưa nào? À, mình chọn column chứ. 12. Thông số hồi nãy của mình đưa vô đây là gì? Margin là 215, gutter là 50. Đúng không? Mình coi lại cái desktop 1 nào. Desktop 1 coi lưới của mình. Đây, 215, 50. Rồi, cái lưới của mình bên này. Đâu 21 dữ vậy? 12, 215, 50. Ok. Được chưa? Và bắt đầu mình thiết kế cái đầu tiên. Thì các bạn thiết kế cái nền đầu tiên, các bạn sẽ chọn vô đây một cái rectangle. Rồi, cho control ron chuột lớn lên tí xíu để cho mình dễ thiết kế. Các bạn sẽ vẽ ở bên ngoài này đi. Bên ngoài này mình không vẽ vô bắt viền gì cũng cả, mình cứ kéo cái góc này lên đây, thấy nó tự bắt cho mình ha. Rồi, tương tự các bạn có thể là kéo cái này lên cho nó sát biên ở đây. Rồi, nhấn control nhỏ chuột lại, ron chuột xuống. Rồi, nhấn space để kéo cái này ra. Và chúng ta kéo ở bên phải để cho nó ra sát biên. Bây giờ màu của cái đối tượng này,
thì các bạn sẽ vào fill, các bạn chọn màu, click cây bút lấy màu. Mình lấy màu ở đây. Như vậy mình đã có được cái đối tượng ha, có được cái đối tượng màu nó cũng đã tương đương rồi. Bây giờ mình nhìn thấy ở đây nè, mình thiết kế cái sau á nó lớn hơn cái mẫu chút xíu, mình có thể chỉnh nó lên. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái banner ở phía trên. Các bạn sẽ lấy cái logo nhé, thầy chèn cái hình rồi và thầy sẽ đưa cái link này cho các bạn luôn. Các bạn sẽ vô đây, các bạn sẽ copy cái image, các bạn dán vào đây, Ctrl V. Như vậy các bạn đã có được cái logo rồi nè các bạn. Đấy, logo bằng kích thước luôn á, bằng kích thước luôn, nhỏ lại tí xíu nữa là ổn luôn đó, bằng kích thước nha. Và chúng ta cũng rom chuột ở đây, chúng ta kéo sát biên đó, sát biên bên này rồi, tương đối như vậy thôi. Chúng ta sẽ đẩy lên nó ngang bằng ở phía trên. Như vậy là chúng ta đã có được cái logo. Và tương tự như vậy thì các bạn thêm chữ khuyến mãi thực đơn và cửa hàng. Đối với lại phần này thì chúng ta sẽ thêm chữ thôi các bạn. Chữ thôi. Chúng ta sẽ chọn text ở đây. Các bạn gõ vô cho thầy chữ khuyến mãi. Rồi, khuyến mãi. Và các bạn thấy rằng mình đảm bảo cái chữ khuyến mãi nó phải nằm ở bên cái desktop 2 nhé. Đây, nó là con của desktop 2 nè. Nếu như mà nó không nằm đúng trong con desktop 2 thì các bạn có thể cầm, các bạn di chuyển nha. Cầm di chuyển. Rồi, khuyến mãi. Và mình thấy cái chữ khuyến mãi của mình có thể là mình mang qua bên này để mình so sánh đi các bạn. Mình mới tập làm mà. Rồi, mình mang qua đây mình so sánh. Được chưa? Thì chữ khuyến mãi của mình, à, mình sai chính tả rồi. Khuyến mãi. Đây, lớn quá đúng không? Chiều cao thì sao? Chiều cao tương đối nè. Lớn quá. Mình có thể chọn cái font khác. Chọn cái font khác, được chưa? Chọn cái font khác để cho nó có cái độ lớn tương xứng với lại cái hình của chúng ta. Chúng ta sẽ xem là chọn font gì. Rồi, chúng ta chọn font size lớn lên tí xíu nè. Có vẻ ổn nha. Rồi, chấp nhận cái này đi nhé. Chấp nhận. Cái chữ của mình, cái con dấu nó có vẻ không ổn nha. Chữ không ổn rồi, tại vì mình đang xài tiếng Việt, nhưng mà thầy đang để nó cái font nó cũng hơi hạn chế, cho nên là nó ra cái chữ không có đúng ý mình lắm. Các bạn có thể tải thêm font về nhé, các bạn tải thêm font về để cho cái chữ nó đẹp. Rồi, mình tạm chấp nhận cái này đi, mình chọn kích thước là 22 nè. 22. Rồi, các bạn sẽ chọn thêm font cho nó phù hợp, cho nó đẹp nhé. Thầy sẽ sử dụng khuyến mãi như thế. Và ở chỗ này thầy sẽ kéo trở về nhé, kéo trở về. Mình sẽ có một cái từ khuyến mãi. Rồi, ở đây các bạn thấy là khuyến mãi. Mình sẽ Ctrl C, Ctrl V, mình ra cái chữ khuyến mãi thứ hai. Như vậy cái chữ khuyến mãi thứ hai này mình nhấn shift nha các bạn, mình kéo đi, mình nhấn shift và các bạn double click vào đây, các bạn sẽ thay đổi thành chữ thực đơn. Rồi, mình đã có thực đơn. Tương tự như vậy mình chọn bên này. Đây, chọn bên này, Ctrl C, Ctrl V, mình chọn cái thực đơn
thứ hai, kéo qua đây, nhấn Shift luôn. Các bạn sẽ thay đổi thành cửa hàng. Rồi, như vậy mình có 3 đối tượng. Và 3 đối tượng này nó nằm thuộc vô tí xíu. Vì ở bên này nó có chữ, có cái logo nữa. Như vậy mình chọn 1 nè. Nhấn Shift chọn 2 nè. Nhấn Shift chọn 3 nè. Mình kéo cả 3 qua. Đó. Cái này mình vô trong tí. Và như lúc nãy thầy nói, để làm sao mà ba cái này nó canh đều nhau. 1, nhấn Shift chọn 2, nhấn Shift chọn 3. Các bạn thấy ở chỗ này nó đang có cái chức năng là align đó các bạn. Thứ nhất là mình có thể canh đều theo ở giữa. Cái thứ hai, mình lấy chuột vô 3 chấm. Mình thấy nó chừa khoảng cách giữa các đối tượng đều nhau. Đó, thì nó đều rồi. Và mình có thể thay đổi cái màu của cái chữ thực đơn, nó giống cái màu bên này. À, thì ở phía dưới này nó có cái phần màu. Các bạn thử đổi màu coi. Đổi cái gì? Đó, thấy chưa? Đó, mình đổi màu. Mình có thể là copy cái màu của bên này. Cái chữ thực đơn. Ok. Rồi, như vậy là mình đã có được cái màu của chữ thực đơn. Tương đối vậy thôi nhé. Rồi các bạn thiết kế thêm cái cờ Anh, cờ Việt. Đó. Cờ Anh, cờ Việt. NVN. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn cái cờ làm sao mà để vô cái hình tròn nhé. Như vậy đối với lại chỗ này, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái hình tròn. Chúng ta chuẩn bị một cái hình tròn. Chúng ta vẽ hình tròn thì các bạn nhớ nhấn Shift vô giúp thầy. Và mình sẽ có hai hình tròn, đây là một hình, đây là một hình. Ctrl C, Ctrl V. Mình có hình thứ hai, nhấn Shift. Như vậy tí nữa mình sẽ đẩy hai cái lá cờ vào đây. À, các bạn sẽ lên, các bạn tìm cho lá cờ Việt Nam. BNG cho nó nhẹ. Cờ Việt Nam. Is me. Bết lại cái. Cờ Việt Nam, hình nền cờ Việt Nam. Đây, mình lấy cái này đi. Các bạn có thể lưu cái bức ảnh này xuống. Hoặc là các bạn copy nhé. Copy. Mình đẩy qua Figma. Ctrl V. Rồi nhỏ lại. Rồi mình lưu xuống đi để cho các bạn dễ làm. À, chúng ta sẽ chọn lưu bức ảnh này xuống. Lưu. Cờ Việt Nam. Cờ Việt Nam Full HD Web. Chọn Insert Image. Cờ Việt Nam. Và khi các bạn chèn ra nè, các bạn lấy chuột vô cái hình tròn. Đó, đẹp chưa? Các bạn có được cái lá cờ nó nằm gọn bên trong hình tròn luôn. Tương tự như vậy, các bạn tìm cái cờ Anh và các bạn cũng click chuột chọn đẩy vô. Thì nó nằm gọn bên trong luôn các bạn nhé. Và các bạn sẽ thiết kế đầy đủ cái phần menu giúp cho thầy. Đây là mình đã có được cái desktop 2 này. Được chưa? Khi mình mang cái desktop 2 đi, thì các bạn thấy là nó mang nguyên cái nội dung của mình đi. Đó là phần thiết kế cái phần header. Đối với lại một cái trang web thực hành thiết kế header. Các bạn làm bài tập này nhé.